sáng thứ sáu tuyệt vời, và buổi sáng thứ bảy chứ, buổi sáng cuối tuần tuyệt vời. Và hôm nay mới sáng sớm mình đã livestream đến tất cả các bạn, chia sẻ về cái chủ đề rằng là một cái câu chuyện chủ đề về trong cuộc sống thôi, một cuộc sống rất là bình thường thôi. Cái câu cứ miệng mà chúng ta hay hỏi mọi người rằng là hôm nay anh làm gì, hôm nay bạn làm gì, thì thường thường là chúng ta hay trả lời là hôm nay rất là bận. Và thế là cái cuộc đời nó bận theo theo cái cách mà chúng ta trả lời luôn. Cuộc đời chúng ta nó sẽ cực khổ luôn, nó sẽ bận theo cho cách mà chúng ta làm cho cuộc đời nó cực khổ, bởi vì mới sáng mà chúng ta đã bận và quá bận rồi. Và hôm nay mình chia sẻ nhanh thôi, chút xí�mình còn có lớp nữa. Bây giờ chúng ta cùng nhau gặp nhau, tương tác, làm quen với nhau đi các bạn ơi. Và chúng ta làm quen nhau. Và ngày hôm qua mình có một cái cuộc gặp, mình có một món quà rất là tuyệt vời. Các bạn ha, cái món quà của một anh Việt kiều Mỹ. Và khi ảnh tặng quà cho mình rồi, thì khi gặp ảnh mình mới biết chính xác ảnh là cái tên gì. Nên là để mình muốn nói với bạn là cái cuộc sống nó ý nghĩa, nó hay vậy. Thì mình nghe bạn Phạm Quốc Lâm, của kênh Đất Sĩ Nhà Đất á, các bạn biết gì, thì tự nhiên bạn cách đây mấy ngày bạn gọi điện thoại cho mình và bạn nói rằng là có một món quà mà của một anh Việt kiều Mỹ anh mới về và anh gửi tặng cho mình. Và mình không biết là ai. Và mình hỏi ủa chứ ai vậy, thì bạn nói là anh này anh chỉ thấy mình trên Facebook thôi, anh thấy mình livestream, anh thấy mình chia sẻ. Và khi mà anh về nước thì anh mới quyết định, anh mới có dịp gặp gặp bạn Phạm Quốc Lâm, và anh gửi cho mình một 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 cái hũ này là cái hũ là anh nói là nó liên quan tới cái năng lượng, tại anh thấy mình nói nó nhiều. Và khi khi mình nghe như vậy thì mình rất là cảm kích, và mình hẹn nhờ bạn Lâm hẹn anh đi uống cà phê. Và hôm qua sáng hôm qua mới gặp uống cà phê, thì mới biết cái chính xác ảnh là tên gì. Và mới nói chuyện ảnh làm cho hãng Boeing, ảnh qua bên đó từ lúc mà ảnh mới có khoảng 10 tuổi. Và ảnh làm cho hãng Boeing, sau đó anh tặng cho mình một cái lịch nữa, cái lịch của cái tiểu bang Arizona. Tiểu bang Arizona là cái nơi của ảnh, ảnh nó đỡ, và họ làm cái lịch rất là đẹp các bạn. Các bạn đây, tức là cái lịch này là toàn bộ là những cái phong cảnh của cái tiểu bang đó. Các bạn thấy không? Nó theo từng tháng một, tháng một này đó cái phong cảnh, tháng 2 là toàn bộ cảnh họ quảng cáo. Ồ, ở bên đó phải chi mình cầm cái lịch này mình xem kỹ, mà nói ồ phải chi ở Việt Nam của chúng ta mỗi tỉnh đều làm lịch nó như vậy để quảng cáo du lịch các bạn, mỗi tỉnh đều làm lịch nó như vậy các bạn thấy không ạ. Họ làm lịch từng từng cái và từng từng tháng nó như vậy á. Và mình thấy là in của nhà xuất bản của họ, và họ bán ra cho tất cả người dân, và các bạn tạo ra nguồn thu. Và mọi người biết ở đất nước Việt Nam chúng ta thì tỉnh nào cũng đẹp hết, cũng có những cái phong cảnh đẹp, và các bạn thấy 100% này, họ chụp toàn là phong cảnh thôi, phong cảnh thiên nhiên thôi. Đôi khi chúng ta cũng làm lịch mà các bạn, chúng ta chụp những cái cảnh nhân tạo thì nhiều, chụp ca ngợi các cái công trình nhân tạo là nhiều, nhưng mà cái này là các bạn ơi, hoàn toàn 100% là cảnh thiên nhiên. 12 tháng là 12 cái tấm hình, và nó rất là đẹp, của chính cái tiểu bang mà anh đang sống luôn. Các bạn thấy không ạ? Rất là đẹp. Và các bạn thấy tình bạn mà, tình bạn là xuyên biên giới, chúng ta phải cảm ơn cái công cụ ngày hôm nay chúng ta đang có, đó là Facebook, đó là Google, đó chính là YouTube. Các bạn thấy hiện tại mình đang livestream cho các bạn ở cả hai kênh, vừa kênh Facebook và vừa kênh YouTube. Thì chính như vậy chúng ta mới có cơ hội kết nối với nhau, và ngày hôm nay chúng ta phải tận dụng những cái công việc này để chúng ta kết nối với nhau. Và bây giờ mình đi vào cái chủ đề mình giới thiệu một chút xíu vậy, để các bạn thấy rằng là cái tình bạn bây giờ ngày hôm nay là cái sự kết nối xuyên biên giới. Nó không phải là ở một cái địa phương nào đó, mà nó là toàn quốc của chúng ta. Nó không phải là một cái đất nước nào đó, mà là toàn bộ các nước trên thế giới. Nếu chúng ta biết cách tận dụng công nghệ, chúng ta biết cách để lan tỏa ra, thì nó kết nối khắp mọi nơi trên thế giới này. Và ngày hôm nay các bạn phải
rành về công nghệ, tập tành về công nghệ để chúng ta sẵn sàng tham gia vào những cái cuộc chơi mà đáng lẽ chúng ta cần phải có. Mình quay vào cái chủ đề hôm nay là chúng ta hay hỏi nhau, gặp nhau chúng ta hay hỏi nhau những cái câu. Ví dụ như là hôm nay bạn làm gì, hôm nay bạn có rảnh không, thì phần lớn là cái câu chúng ta nói là hôm nay chúng ta bận lắm. Chào bạn Nguyễn Hải Thơm, hôm nay chúng ta bận lắm. Và các bạn thấy cuộc đời chúng ta được lập trình để cho nó bận hay sao á. Bạn Lập Văn Dương, thầy ơi dạo này em thấy mình bệ rạc quá, chẳng còn chút niềm tin gì vào cuộc sống. Năng lượng làm việc nữa thì phải làm sao vậy thầy? Bạn thiếu mục tiêu trong cuộc sống, và bạn đang ở gần những cái nguồn năng lượng tiêu cực rồi bạn Dương ơi. Bạn cần phải có mục tiêu và chơi với những người có năng lượng, những người có mục tiêu, những người tích cực thì bạn mới tốt được. Bạn đọc những cái quyển sách về phát triển bản thân, về phát triển tinh thần thì bạn mới phát triển được. Vậy thì khi mà hỏi câu đó là mọi người nói ồ bận lắm, cái công việc lắm, hoặc là như mình vừa rồi nói cái câu của bạn Lập Dương đúng không? Bạn Lập Dương mà nói là hôm nay em bệ rạc lắm, tức là phần lớn chúng ta dùng những cái ngôn từ nó rất là tiêu cực, những cái ngôn từ mà nói lên nó nghe nó chán lắm. Nó không có làm cho chúng ta có năng lượng, nó làm cho chúng ta không có hứng khởi. Mình thì mình có một trải nghiệm rất là tuyệt vời, là những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Ví dụ như là mình sáng vừa rồi là mới lúc nãy thôi, trước khi live stream thì mình vào mình nói chuyện với con của mình, bé Bambi. Thì các bạn thấy trẻ nhỏ nó rất là đơn giản, và đó là lý do vì sao mà trẻ nhỏ nó luôn có những cái cuộc sống nó rất là vui. Khi mà mình hỏi hôm nay con có đi học không, bé nói là hôm nay con không có đi học. Vậy mình nói hôm nay con làm gì, nó nói con ở nhà con chơi. Các bạn thấy trẻ nhỏ nó nói những cái câu nó rất là tuyệt vời, chơi chơi. Các bạn có nhớ cái từ chơi mà các bạn thấy là hồi xưa khi mà chúng ta chưa lớn lên, chúng ta chưa bộn bề với cuộc sống á, thì các bạn thấy mà cái suy nghĩ của chúng trong đầu của chúng ta là gì, là chơi đùa, là vui chơi, là làm sao được cuối tuần để chơi, sau một tuần học hành là chơi, rảnh là chơi. Cái từ chơi là một trong những cái từ mà lúc nhỏ ai cũng có. Tuy nhiên lúc lớn, khi chúng ta đóng vai trò chúng ta là một người lớn đi, thì chúng ta lại quên nó mất đi. Chúng ta làm như nghiêm trọng lắm, chúng ta làm như chúng ta có trách nhiệm với cái cuộc sống này lắm á. Nhưng mà một trong những cách mà có trách nhiệm với cuộc sống này là chúng ta phải dành thời gian để nghỉ ngơi, để thư giãn, để chơi. Đó là chúng ta trả lại cho cái cuộc sống của mình. Người lớn chúng ta cần phải suy nghĩ ra được cái điều đó. Nhưng mà phần lớn là chúng ta cứ xem như là mình lớn rồi mình phải có trách nhiệm với cuộc sống này, mình lớn rồi mình phải có trách nhiệm với cái gia đình này, và suốt ngày cứ bận rộn đầu tắt mặt tối, và chúng ta quên mất rằng một cái từ chơi rất là ý nghĩa. Trẻ con từ lúc mà có Bambi ra đời thì mình mới phát hiện ra rằng chào bạn Kim Cúc, mình mới phát hiện ra rằng là trẻ con đang dạy cho chúng ta những điều vô cùng tuyệt vời. Trẻ con luôn dạy cho chúng ta những điều rất là hay. Các bạn bên kênh YouTube, các bạn like cái bài của mình đi, các bạn chia sẻ cái bài của mình về, các bạn bên trang Facebook cũng vậy. Vậy thì các bạn thấy không ạ? Và từ lúc mà có trẻ con ra đời thì mình hay quan sát, có bé ra đời mình hay quan sát cái cách bé chơi đùa. Các bạn thấy khi mà bạn học, bé Bambi học về nhà là bé bỏ hết sách vở tập ở một nơi đó, và bé như thế nào ạ? Bé lập tức là lao vào đi tìm những cái trò chơi của mình thích. Ngày hôm qua mình về thì mình thấy là bé đang xem cái lady bed gì đó. Và có hôm thì bé xem Bonnie, có hôm thì bé xem Baba Big. Các bạn thấy toàn là những cái mà vui nhộn và nó ý nghĩa trong cuộc sống này không à? Chào bạn Quang Anh. Toàn là những cái nó ý nghĩa và nó hay trong cuộc sống này không à? Vậy thì khi mình hỏi người lớn á, mình gặp ai mình hỏi hôm nay bạn như thế nào, cuối tuần bạn làm gì, là nói là bận lắm, công việc hôm nay bận lắm. Mình không nghe ai nói rằng là hôm nay cuối tuần làm gì, mà nói là chơi. Hôm nay cuối tuần là chơi đùa. Cái từ chơi đùa nó hay, nó ý nghĩa vô cùng. Và có lẽ cái thế giới chúng ta cực khổ là bởi vì chúng ta hay hay tỏ vẻ rằng là ta là người trách nhiệm, ta là người của công việc,
ta là người bận rộn, ta là người cần phải làm việc A, làm việc B, làm việc C, tức là chúng ta đóng vai của một người lớn mà, nên chúng ta cực khổ lắm. Và các bạn thấy rằng là cái cuộc sống á, người nào mà có cuộc sống mà họ biết chơi đùa nhiều á, họ biết trả lại cho cuộc sống của mình nhiều á, thì cái người đó chắc chắn là họ có những nhiều cái trải nghiệm ý nghĩa trong cuộc đời của họ. Và đó là một trong những con người mà họ tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Bạn có đồng ý với mình rằng dù cái công việc bạn làm là gì, dù bạn làm ở cái vị trí nào, tuy nhiên nếu mỗi ngày của bạn đều vui, bạn đều biết chơi đùa, thậm chí bạn đều biết biến cái công việc mình thành cái niềm yêu thích bằng cái niềm chơi đùa, thì các bạn thấy cái công việc của bạn nó chất lượng không ạ? Chắc chắn là chất lượng. Cái cuộc gặp khách hàng của bạn nó cũng chất lượng. Cái những cái mối quan hệ của bạn nó cũng chất lượng. Bạn có dám làm một cái điều gì đó đột phá mà, hay là hàng ngày bạn cứ nghiêm nghị rồi đóng vai trò của chúng ta là người lớn, chúng ta cần phải đàng hoàng, chúng ta cần phải chỉnh chu. Mình gặp đầy những cái con người lúc nào tri thức học thức là nhiều, lúc nào cũng mặc cái bộ đồ nghiêm chỉnh, rồi áo vest, rồi đi đâu đó gặp ăn cũng giữ kẽ, nói chuyện cũng giữ kẽ, làm gì cũng giữ kẽ, bởi vì sợ mắc cái hình ảnh mà là người lớn. Nghe thấy mà sao tự nhiên bó buộc cái cuộc đời mình nó đau khổ vậy, không biết các bạn bỏ cái tuổi trẻ của mình đi đâu rồi? Các bạn bỏ đi cái sự rồ dại của mình ở đâu rồi? Các bạn bỏ đi cái niềm yêu thích, cái sự hưng phấn, cái sự sáng tạo, cái sự mơ mộng của mình đi đâu rồi? Để chừng cuối cùng á, chúng ta chỉ như thế nào chúng ta chỉ bó buộc trong cái từ là trách nhiệm với cuộc sống, trong cái từ là chúng ta là người lớn. Các bạn xem bên kênh YouTube, các bạn like đi, bấm like mà đi các bạn. Các bạn bên trang Facebook cũng vậy, các bạn bấm like, các bạn chia sẻ, các bạn comment gì đi để mình thấy các bạn. Vậy thì các bạn thấy không chúng ta cũng là xuất phát từ những đứa trẻ thôi. Dù lớn cỡ nào, dù già cỡ nào, dù có thành công cỡ nào, dù có bận rộn cỡ nào, thì bạn cũng xuất thân từ những đứa trẻ thôi. Và các bạn thấy đứa trẻ nó rất là hồn nhiên. Và từ lúc mà mình có con ra đời, mình có bé Bambi ra đời, thì mình thấy bé dạy cho mình rất là nhiều bài học. Các bạn hãy quan sát những đứa bé, và các bạn sẽ học được những bài học vô giá từ những đứa bé đó. Những đứa nhỏ nó luôn dành thời gian để nó chơi đùa, nhưng mà người lớn lại ăn cắp mắt của nó đi. Mình thấy người lớn ăn cắp của nó. Nó học về là nó tranh thủ nó chơi liền, nó luôn khát khao vào cuối tuần để nó chơi liền, một thời gian trống nào là nó lao vô nó chơi liền. Còn người lớn của chúng ta, thứ nhất là chúng ta không dành thời gian cho chơi, mà chúng ta lại gì, bắt trẻ nhỏ nó chơi, chúng ta lại không cho nó chơi, chúng ta bắt nó học thêm, học bớt, bắt nó làm theo cái cách của người lớn của chúng ta. Tức là làm đi, thiếu đi cái sự ngây thơ, thiếu cái lúc nào cũng lo lắng, cái lúc nào và nó như thế nào Và người nào mà thiếu đi cái cảm giác trẻ thơ, các bạn, người nào thiếu đi cái tính cách trẻ con, thì cái cuộc hành trình của bạn nó cực khổ ngay. Bạn Ngô Đình Bằng, đúng rồi, chính xác em. Người lớn chúng ta là rất là giỏi gồng, và chúng ta gồng xong chúng ta bắt trẻ nhỏ nó gồng theo ta luôn, tội nghiệp không thể tưởng. Và các bạn thấy cái cuộc sống của người lớn chất lượng hơn, hay các bạn thấy cuộc sống của trẻ nhỏ nó chất lượng hơn? Nó là chúng ta hãy trở nên trẻ thơ nhiều vô. Hãy như thế nào? Hãy thoải mái, hãy nhẹ nhàng, hãy tận hưởng những phút giây trên hành trình của mình. Làm gì làm không biết, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, để chơi, đi ngắm cảnh, dành thời gian để đi tắm biển, dành thời gian để đạp xe đạp, dành thời gian để đi bộ, dành thời gian để ngồi uống cà phê, đàm tiếu với bạn bè của mình, dành thời gian để làm những việc chúng ta thích. Đó mới thực chất là cái con người của chúng ta. Lúc nào cũng tỏ vẻ mặt nghiêm nghị, tỏ mặt nghiêm trang, tỏ mình cái vẻ mặt là người đứng đắn, là người có học thức, là người có trình độ, là người có chức vụ, ta là ông boss, ta là sếp, ok chưa?
Và thế là cái cuộc đời của bạn nó đau khổ. Tại sao chúng ta sinh ra để chúng ta vướng cái cuộc đời chúng ta vào những cái đau khổ nó như vậy các bạn ơi? Tại sao nó như vậy? Nó là nếu mà một việc làm hôm nay và cuối tuần mà các bạn phải làm, mình đề nghị các bạn một điều rằng hãy chơi đi các bạn ơi, chơi như trẻ thơ, thích làm gì làm luôn đi. Bởi vì cuộc đời chúng ta sống không có nhiều đâu, nên là hãy làm cho cái đầu óc chúng ta nó tò mò hơn, hãy làm cho đầu óc chúng ta nó khám phá hơn, hãy làm cho cái đầu óc chúng ta nó vui vẻ hơn. Hãy yêu hoa cảnh đẹp hơn, hãy yêu cá cảnh đẹp hơn, hãy nhìn trời nhìn mây và thưởng thức rằng cái tâm hồn chúng ta nó vô cùng ý nghĩa. Đó là một cái livestream mà mình muốn chia sẻ với bạn những cái điều rất là tuyệt vời. Và mình cũng mong muốn giới thiệu với các bạn rằng là tối thứ hai mình sẽ livestream đào tạo cái chương trình gì bán hàng Tết. Bán hàng Tết, ngày Tết là cái ngày mà cái ngày Tết là cái cơ hội mà mọi người họ mua hàng rất là nhiều. Tuy nhiên cái livestream này mình không có livestream public mà mình livestream trong group. Các bạn trên khắp mọi miền đất nước hiện tại cũng cả hơn 100 bạn đăng ký học rồi đó. Mình sẽ đào tạo vào 4 buổi ngày, nó vào tối thứ hai tuần này, tối thứ ba, tối thứ tư và tối thứ hai tuần sau. Và 4 buổi mình sẽ đào tạo qua livestream mà dĩ nhiên ở trong group. Thì các bạn mà đăng ký khóa học này, cái khóa học này là học phí là 500 ngàn. Các bạn phải đóng trước cái buổi chủ nhật này. Các bạn đóng trước cái buổi chủ nhật này chúng ta livestream. Bởi vì mình muốn đào tạo thông qua livestream này với tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước để chúng ta cùng nhau học. Và Tết này chắc chắn các bạn chỉ cần có vốn khoảng 5 triệu, 10 triệu thôi. Và các bạn áp dụng theo đúng cái chiến lược của mình là bạn có lãi khoảng 50 tới 100 triệu để không chúng ta có tiền ăn Tết và tiêu Tết là chuyện bình thường. Vì Tết là cái cơ hội mà chúng ta bán hàng rất là tuyệt vời. Thì bạn nào mà muốn đăng ký khóa học này, một thứ nhất là các bạn comment xuống, các bạn nói là em muốn đăng ký khóa học này. Cái thứ hai là các bạn cũng có thể là add cái Zalo 0937939598 và khi các bạn hoàn tất thủ tục rồi thì bạn phụ trách sẽ add các bạn vào trong 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 cái group. Và các bạn chuẩn bị tài liệu tập cũng như là cái điện thoại để đúng giờ chúng ta xem livestream trong một cái group, được ép vào group bí mật đó và mình chia sẻ bạn những cái cách thức, cái cách làm marketing, cái cách làm bán hàng, chọn những cái sản phẩm nào để bán vào ngày Tết và những cái chiến thuật mà chúng ta bán hàng cho cái đợt Tết này để giúp cho chúng ta có cái thu nhập tốt hơn trong ngày Tết. Bởi vì trong năm thì cái ngày Tết là cái ngày mà khách hàng họ dễ mua hàng nhất. Và bạn bán đúng là tự nhiên họ mua và họ mua đột biến luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem cái chương trình livestream sáng nay. Chút xíu nữa mình bận cho cái lớp sales của ngày hôm nay rồi, nên là sáng nay giờ này mình sẽ livestream các bạn chủ đề. Các bạn có muốn biết chủ đề sáng sáng mai mà cái chủ đề sáng nay là chủ đề sáng mai là năm 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 cách năm cái điều mà làm cho bạn tại sao các bạn không thay đổi được trong cuộc sống, năm điều. Và sáng mai cũng khoảng 6:30 đến 7 giờ sáng mình sẽ livestream cho bạn cái chủ đề này. Cảm ơn các bạn, chúc bạn ngày cuối tuần rất là ý nghĩa. Mình bây giờ mình phải chuẩn bị để mình lên lớp rồi. Mình có lớp 2 ngày, ngày nay và ngày mai, cái lớp series từ 9 giờ sáng đến tới 21 giờ đêm. Hơn 70 bạn đang chờ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một buổi sáng rất là tuyệt vời. Một buổi cuối tuần các bạn hãy chơi và chơi nhiều hơn. Cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn nhé. Chúc các bạn và